Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Plants vs Zombies nhé. Hôm nay thì mình sẽ chơi con này, mình sẽ kết hợp cùng với cây lửa này nhé. Thì vẫn như mọi khi, mình sẽ chiến đấu với tất cả mọi zombie ở trong mình, rất là nhiều zombie luôn. Ok, mình muốn chiến đấu đó. Hôm nay thì mình sẽ chơi màn bể bơi nhé. Trước tiên thì mình sẽ trồng chậu trước này, sau đó thì mình sẽ trồng cái này. Thank you.
thế thì mình lại chiến đấu với tất cả bọn sinh viên nhá. Thế mình sẽ trồng cây này nhá. Thank you.
như vậy thì nó chỉ thấm vào cái gì hơn. Thì mình cũng dừng clip ở đây, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký sub lại để ủng hộ mình nhé.